Nhìn kìa, sao bên đoàn xác ướp lại rượt đuổi một cô gái nhỏ bé thế kia? Cô bé đã làm gì vậy? Liệu cô bé có thoát được sự truy đuổi của binh đoàn xác ướp hay không? Hãy cùng Wow Fairy Tale khám phá câu chuyện ngày hôm nay nhé. Anna là một cô gái trẻ, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bố mẹ không may qua đời sớm. Cô sống chung với anh trai mình là Andre. Do cha mẹ mất sớm, Andre lại hơn Anna những 8 tuổi, nên một mình anh đứng ra cán đáng, chăm lo gia đình từ việc buôn bán đến những công việc lặt vặt trong gia đình. Anna do từ nhỏ đã được anh trai cưng chiều nên rất bám anh trai. Andre cũng hết mực yêu thương, chăm lo cho Anna. Không một ngày nào để cho cô em gái cưng chịu cực khổ. Cho đến một hôm, Andre bỗng nhiên ốm nặng mà không rõ lý do. Anna chạy khắp nơi, tìm đủ thầy thuốc, nhưng không một ai tìm ra được nguyên nhân bệnh và chữa được cho Andre. Ngày ngày trôi qua, Anna nhiều đêm không ngủ, nhiều ngày chạy khắp nơi tìm cách cứu anh, nên cũng kiệt sức. Cô ngồi gục khóc bên giường anh trai. Anh trai ơi, anh phải cố gắng lên, em nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu được anh mà. Anna, em đừng khóc nữa. Anh biết là em gái thương anh rất nhiều, nhưng bệnh này của anh vô phương cứu chữa rồi. Đây không phải là một căn bệnh bình thường, đây chính là lời nguyền gia tộc. Đàn ông của gia tộc mình không ai có thể sống quá 30 tuổi. Anh trai, anh đang nói như vậy, lời nguyền gì cơ? Tại sao em lại không biết chuyện này? Cách đây rất lâu, ông cố của chúng ta vốn là một tay trộm mộ khét tiếng. Ông len lỏi vào rất nhiều khu lăng mộ và trộm được vô vàn cổ vật, trong đó có một chiếc bài vị vàng. Đây là chiếc bài vị của thần Anubis, vị thần của sinh mệnh và cái chết. Thần đã nguyền rủa ai trộm chiếc bài vị này. Cả gia đình, dòng họ xin trúng lời nguyền rằng không một người đàn ông nào có thể sống sót qua 30 tuổi. Lời nguyền đã linh ứng lên dòng họ từ lâu đời, nên dù bây giờ chúng ta không tiếp bước ông cố làm những chuyện xấu nữa, nhưng mà vẫn phải hứng chịu. Vậy em phải làm sao bây giờ? Em không thể trơ mắt nhìn anh ra đi như vậy. Chắc chắn phải có cách nào đó để cứu anh chứ, anh trai. Cách thì có, nhưng mà... Nhưng làm sao ạ? Anh mau nói cho em biết. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là tìm đường đến đền thờ nằm sâu dưới lòng đất, nơi sa mạc khô cằn của thần Anubis, để trả lại tấm bài vị, thì mai ra mọi người trong gia đình mới có thể được cứu thoát. Nhưng tìm đường đến đó là một chuyện, có vào được đó hay không lại là chuyện khó khăn hơn. Đã có rất nhiều người trong gia đình mình đã từng tìm tới đó, nhưng đều bó tay chịu trận mà quay về. Có khó khăn đến mấy em cũng sẽ thử. Em không thể ngồi nhìn anh lâm nguy được. Anh nói cho em biết chỗ cất tấm bài vị đi, em sẽ đích thân mang nó đến trả cho thần. Không được, nơi đó quá nguy hiểm, anh không đồng ý cho em đi đâu. Em còn cả một cuộc đời phía trước, sao có thể vì anh mà dấn thân vào nơi nguy hiểm được. Anh à, cha mẹ mất sớm, anh là gia đình, là tất cả của em. Em không thể nào trơ mắt nhìn anh lâm nguy như vậy được. Anh đồng ý cho em đi đi, nếu như thấy nguy hiểm thì em sẽ lập tức quay về, không cố chấp nữa. Nếu em đã quyết định đi như vậy rồi thì anh cũng không ngăn cản em nữa. Bài vị cất trong nhà kho sau giường, em phải hứa với anh là nhất định phải an toàn trở về đó. Dạ được, em hứa với anh. Anh hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Anna từ biệt anh trai, mang theo tấm bài vị và lên đường tìm tới điện thờ, với hy vọng có thể trả lại bài vị và gửi lời xin lỗi tới thần Anubis, mong thần thu lại lời nguyền để anh trai có thể khỏe lại. Anna chọn một con lạc đà khỏe nhất và chuẩn bị đầy đủ lương thực, cất kỹ tấm bài vị rồi lên đường. Cô gái nhỏ một mình cưỡi lạc đà đi mãi trên sa mạc rộng lớn. Cuối cùng, cửa điện cũng hiện ra trước mắt. Đứng cạnh trước cửa điện thờ là hai bức tượng nhân sư lớn. Cô bước xuống lạc đà và định tiến vào trong điện thờ. Bất ngờ thay, hai bức tượng nhân sư cựa quậy và lao tới chắn trước mặt Anna. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Tôi đến để trả lại đồ cho thần Anubis. Muốn vào trong, ngươi phải trả lời được một câu đố của ta. Nếu ngươi trả lời đúng, ngươi sẽ được toàn mạng vào bên trong. Còn nếu ngươi trả lời sai, ngươi cũng sẽ được vào bên trong, nhưng mà là trong bụng chúng ta. Nè, có một câu thôi hả? Ta biết có mỗi một câu đó thôi, tìm đâu ra được câu hỏi thứ hai.
Thế nào loài người kia, ngươi có dám nhận câu hỏi của ta không? Hả? Tôi đồng ý à. Tốt lắm. Vậy ngươi hãy trả lời cho ta, sinh vật nào đi bằng 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào buổi chiều? Và khi nó càng đi bằng nhiều chân thì nó càng yếu đi. Câu đố vô cùng hiểm hóc, nhưng với sự lanh lợi vốn có của mình, Anna nhanh chóng giải được câu đố. Đáp án chính là con người. 3 buổi sáng, trưa chiều tượng trưng cho từng độ tuổi của con người. Con người bò bằng 4 chân khi còn trẻ, đi bằng 2 chân khi đã trưởng thành và chống gậy khi đã già. Nhân sư thoáng ngạc nhiên khi thấy Anna trả lời được câu hỏi nhưng giữ đúng lời hứa. Hai bức tượng nhân sư đã đứng sang hai bên để cho Anna vào. Bước qua cửa là một chiếc cầu thang xoắn dẫn xuống điện thờ dưới lòng đất. Anna bước đi trên cầu thang xoắn, đặt chân xuống dưới nền đất. Cô bỗng thấy lạnh lẽo bất thường, nhưng vẫn can đảm tiếp tục bước vào sâu phía trong. Phía trước mặt cô là một con đường tối dẫn đến điện thờ chính. Hai bên đường xếp những quan tài xác ướp được dựng thẳng đứng. Cô vừa đặt chân đến gần thì những nắp quan tài bật mở tung ra, xác ướp bên trong ùa ra tấn công cô. Anna hoảng sợ đi giật lùi lại. Các xác ướp đáng sợ gầm ghè tiến lại gần toàn bất của Anna. Thì Anna bỗng nghĩ ra một cách thoát thân. Cô cắn răng đè nén nỗi sợ, tiến tới tóm lấy sợi dây bọc trên người xác ướp rồi kéo mạnh và căng ra thành một sợi dây ngắn đường, khiến những xác ướp đang lao lên từ phía sau vấp chân té nhào. Nhân cơ hội này, Anna lách qua và chạy một mạch. Các xác ướp lơm cơm bò dậy và đuổi theo cô. Anna càng tăng tốc chạy. Chạy đến một căn phòng phía cuối đường, cô vội vàng lao đến mở cửa chạy vào trong và đóng chặt cửa ngăn những tên xác ướp lại phía ngoài. Sau khi thoát nạn, Anna thở phào, quay đầu lại nhìn bao quát căn phòng và nhận ra đây chính là điện thờ chính của thần Anubis, khi thấy bức tượng thần đặt giữa phòng đầy trang nghiêm. Dạ thưa thần Anubis đáng kính, con biết rằng ông cố con ngày xưa đã làm điều sai trái, bất kính với thần linh. Gia tộc của con cũng vì thế mà trả giá đắt. Hôm nay con đến đây cùng với muôn vàn lời xin lỗi đến người và mong được trả lại món đồ đã thất lạc cho người ạ. Hả? 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 Trời ơi, truyền nhân của kẻ cắp láo xược đã trộm đồ của ta, nay lại mặc gì đến tìm ta cầu xin? Chuyện này không phải quá quan trọng rồi sao? Mau biến đi trước khi ta nổi điên. Con biết rằng xưa kia ông cố đã phạm lỗi tày đình không thể tha thứ, nhưng gia tộc của con đã chịu sự trừng phạt thích đáng là mất đi từng người một rồi. Cha mẹ của con cũng đã mất sớm, để lại hai anh em côi cút nương tựa lẫn nhau. Bây giờ anh của con cũng đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Kính xin thần chủ lòng thương xót anh em con. Người thương anh của người như thế, nếu bây giờ ta nói người đổi mạng sống của mình để cứu lấy anh trai ngươi, ngươi có chấp nhận hay không? Con đồng ý à, anh trai là tất cả đối với con, dù có phải đổi cả tính mạng của mình con cũng cam lòng nữa. Khá khen cho ngươi, nhỏ tuổi mà có lòng can đảm, lấy thêm tình cảm anh em vô bờ. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thấy chiếc cân đằng kia không? Mau đứng lên đó. Nếu ngươi nhẹ hơn chiếc lông vũ của ta, chứng tỏ rằng ngươi là người có trái tim trong sáng và lương thiện, ta sẽ hóa giải lời nguyền giúp ngươi. Còn ngược lại, nếu ngươi nặng hơn chiếc lông vũ thì ngươi chính là người dối trá, tâm tính đen tối. Ta sẽ lôi cả ngươi và anh trai ngươi xuống địa ngục. Anna nghe xong, dũng cảm bước lên chiếc cân ngay. Và quả nhiên, cô nhẹ hơn chiếc lông vũ. Được rồi, quả nhiên ngươi là đứa nhóc có trái tim trong sáng và lương thiện. Ta đồng ý nhận lại bài vị và hóa giải lời nguyền cho ngươi. Nhưng phải nhớ rằng, dặn con cháu sau này không được làm chuyện xấu xa như ăn trộm nữa. Có nhớ rõ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Đội ơn người nhiều lắm ạ. Anna được thần Anubis đích thân dẫn ra khỏi điện thờ.
cô tạm biệt thần và leo lên lạc đà trở về nhà. Hả? Về đến nhà, thấy anh trai Andre đã khỏe mạnh trở lại. Cô vui mừng lao đến ôm chầm lấy anh. Hai anh em ôm nhau khóc trong hạnh phúc. Cuối cùng, nhờ sự can đảm và tình yêu dành cho anh trai, Anna đã hóa giải được lời nguyền và cứu người anh yêu quý, cũng như cứu chính bản thân mình. Hai anh em lại cùng nhau buôn bán, sống an yên hết quãng đường còn lại.